sau thì mày cứ con bé sau như nào thì mày cứ nhìn mà tả thôi, lên mạng mà xem con bé sau như nào mà tả cho. Nhưng mà cô bắt bài văn đấy phải 2.000 từ cơ. Hay là anh giúp em đi. Con bé sau bé tí thì mà cô bắt tả 2.000 từ á. Cô bắt mày như thế, anh giúp em đi. Không, tao học cho mày, học cho tao mà tao giúp mày làm gì. Nhưng mà bài văn lần này liên quan đến điểm tổng kết cuối năm của em. Không, tao không giúp đâu. Anh giúp em mỗi lần này thôi. Nhưng mà tao giúp mày sau này mày cứ nhờ tao sao? Không, mỗi lần này thôi, tại nó liên quan đến điểm kiểm tra cuối kỳ của em. Là con tự học, em nhớ anh nữa. Thôi con, lên phòng này sắp xếp sách vở, tao lên tao đọc cho mày chắc. Đâu rồi? Đây rồi, em chuẩn bị xong chưa? Anh đọc em xem đi. Nghe sao ạ? Vâng. Trên thế giới có rất nhiều loại ve. Mà tao thì tao chỉ đọc ý cho mày thôi, xong rồi tí nữa về mày chép vào. Còn giờ tao phải. Hả? Bên nhà chú. Tao giờ tao có việc, tao chỉ viết ý, tao đọc ý cho mày thôi, mày biết mà. Trên thế giới có rất nhiều loại ve. Mày biết nhanh đi. Quán lâu nhanh. Tí nữa mày viết lại nó nữa nha. Vâng. Ve chó, ve bò, ve trâu, ve chim, ve chuột, ve mèo. Thì mày cứ viết hết các loại con vật ra nhưng mà phải thêm chữ ve đằng trước, phải chưa? Tí nó sẽ tả ve sau. Mày cứ viết càng nhiều con vật ra thì nó càng được nhiều chữ, ngu thế. Rồi. Nhưng em chỉ thích mỗi con ve sầu. Nên hôm nay em xin tả bài văn về con ve sầu. Rồi, đấy là xong cái mở bài nhé. Thân bài này. Cứ mỗi khi mùa hè sang. Viết nhanh vào, cao phải đi ra đây. Mỗi khi mùa hè sang. Không biết ve sầu từ đâu về làng em ùn ùn như người đi chảy hội. Rồi. Ve trắng, ve vàng, ve xanh, ve nâu, ve đen, ve tím. Ve da cam, nói chung là các loại màu mày cứ ghi hết các loại màu vào. Được chưa? Các loại màu vào để nó nhiều chữ lên mà. Chúng thường biết chậm thế. Em đang cố viết nhanh làm gì? Chúng thường đậu ở khắp nơi. Cây bồng, cây khế, cây bàng, cây phượng, cây me, cây chuối, cây hoa xương rồng, cây nhựa. Đọc cái cây hoa xương rồng nó đã có thêm cho mày ba chữ rồi. Nên thay nên để tao còn phát này tí nữa tao đi rồi mày ở nhà mày viết rõ rồi. Rồi. À, xem nào. Chúng thường hút nhựa cây này. Không giúp ích gì cho người dân, chỉ được cái đáy vậy. Nhưng mà viết vậy thì có là cô giáo của cô chấm điểm. Chắc không sao đâu, vì mình tả con ve mình tả thật mà. Rồi. Chúng thường phát ra những âm thanh inh tai. Ve 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 ve. Riêng cái thì nó ve sầu nó kêu chả lắm hay sao? Riêng cái từ ve này cứ viết ra bốn mặt giấy nào. Để cho nó đủ 1.000-2.000 từ thôi. Sao nhiều quá không? Không nhiều đâu, 2.000 từ nhiều lắm. Rồi nha, cứ ve ve mình cứ viết cho ta bốn mặt đấy nhá. Thôi, xong cái ve ừ, xong cái ve là xong cái phần thân bài. Còn cái đoạn này cuối mùa hè sang mùa thu lũ ve sầu chết sạch, lũ ve sầu chết sạch vì kêu quá nhiều do bị viêm họng, vì bị viêm họng do kêu quá nhiều nên lũ ve chết. Rồi xong. Thấy cái bài này nó cứ sao sao ấy. Sao cái gì tả con ve sầu, tao tả cho mày như thế, tao có thiếu cái chi tiết gì không? Tao sẽ là chuyên văn bây giờ. Không thì mày lần sau mày đừng nhờ tao nữa. Thôi. Đấy, cái đấy nói chung là nội dung cứ như thế. Tí nữa này cứ ghi vào, rồi tao có việc tao đi đây. Nhá, tí về đây kiểm tra. Đang ngủ gà à, xong chưa? Thôi mệt lắm rồi, xong rồi. Đấy, nhờ kết đây. Này, bao từ đây. Em đến rồi mà rơi 5.000 từ. 5.000 từ cái mẹ này. Thấy ta bảo làm bài văn này dễ không, đơn giản không. 5.000 từ thì tí nó xé vợ đi 4 tờ. Là xé vợ đi 2 tờ là được. Đấy, thế nhá. Đấy, mai cứ đến nộp cho cô giáo xong. Con xuống đi ăn cơm đi.